rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn cứ thơ dù cho con mang bao nhiêu lòng mê. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời, con gọi mẹ ơi từ thuở năm nôi. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ, mẹ đã đi rồi cuối trời xa xôi. Mẹ ơi. Mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ là bến an bình, xin ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi. Trong đời con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi. Nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui là bến an bình, xin ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời,
con gọi mẹ ơi từ thuở nằm mơ. Mẹ, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi khuya trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu. Vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ, mẹ ơi, mẹ hai tiếng mẹ ơi cho con thành người nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngập ngùi nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Là cụ bà Teresa Nguyễn Thị Mười vừa qua đời. Xin chúng ta cùng hát bài Con trong cảnh Chúa. Oh,
Được
ăn học, được học hành, rồi cũng được đào tạo để rồi hôm nay trở thành những người hữu ích cho giáo hội, cho xã hội. Và cũng có thể nói được cụ bà Teresa cũng đã hoàn tất hành trình của một người Kitô hữu ở trần gian. Chúng tôi đến đây để cử hành nghi thức tầm nguyện và cũng để canh thức cầu nguyện cho cụ bà Teresa xin được chia buồn với gia đình, bởi vì đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai của bằng cha. Người ta nói như vậy, người ta ca ngợi cái tình cha mẹ, tình nhất là tình mẫu tử. Người mẹ đã để lại cho con cháu tất cả con người của mình, thân xác của mình. Và cũng có thể nói được là người mẹ đã tần tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn nên người. Và con cái có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy hôm nay có thể nói là một ngày đại tang cho gia đình ta quyến. Chúng ta mất mẹ thì không có gì có thể bù đắp được. Và vì vậy chúng tôi xin được hành kính và lưu chia buồn với gia đình và cũng nhận ý để cầu nguyện cho cụ bà Teresa. Xin vì công nghiệp và giáo hóa Thánh Giêsu Kitô đã đổ ra trên thập giá và ngày hôm nay còn tiếp tục trên bàn thờ, xin Chúa thương đưa cụ bà Teresa về ngưỡng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Và phần chúng ta những người còn ở lại, chúng ta biết thứ nhất noi gương cụ bà sống một đời sống đạo, sống đức tin, vững tâm vào Chúa, vững tin vào Chúa. Cho dù có phải đau khổ, cho dù có phải mang những căn bệnh nặng nề, những căn bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên vẫn vững tin vào Chúa, vẫn lấy nhận các kiến thức và chờ đợi cho tới ngày giờ Chúa gọi về với Chúa. Rồi cũng con cháu còn ở lại cũng biết là sống đoàn kết hiệp nhất, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Nay mất cha mất mẹ thì không còn nương tựa vào đâu, anh chị em gắn bó với nhau để nâng đỡ nhau khi vui cũng như lúc buồn có nhau, để rồi chúng ta hoàn tất hành trình trần gian của mỗi người ở đời này, để rồi chúng ta cũng sẽ được Chúa đưa chúng ta về với Chúa, được hạnh phúc trên thiên đàng, được gặp gỡ những người thân yêu của chúng ta. Xin được cùng với quý thức ban hành giáo giáo xứ Xuân Bắc cũng như ban điều hành của giáo họ Xuân Vinh cũng như các vị trưởng phó xóm và công đoàn xin chia buồn với gia đình tan quyến và xin cùng nhật ký để cầu nguyện cho cụ bà Teresa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ bà Teresa Nguyễn Thị Mười mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu duệ ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân hưởng. Xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa đây cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em rất thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế, chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, tiếc nhớ và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaia đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ tất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủng an, nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này, để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế hội thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho cụ bà Teresa được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là cụ bà Teresa Nguyễn Thị Mười được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng công nhan Chúa. Chúng con cầu xin đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời đại diện gia đình nhà đến nhận thánh tang. Bà Teresa mà Chúa đã truyền phải ra khỏi đời này
được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin ở Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Mãi mãi bình yên.